Ui giời ơi, mấy giờ rồi con ăn cơm ở nhà? Lên đồ đây em dẫn ra ngoài ăn. Thế này. Ok. Đưa bát em xuống cơm cho. Mời đây, mời đây. Anh ơi. Anh đua tao à? Ra ngoài ăn đi con gì? Ôi em xin lỗi, để em vào kia mua kem cho nhá. Cười lên, đợi một tí. Ơ cái thằng này, em mua một que này thì ai ăn ai đừng. Anh cứ bình tĩnh. Người bé ăn kem bé thôi, em lớn thì em ăn que to anh nhá.